các quốc gia EU ủng hộ mạnh mẽ đạo luật điều chỉnh công nghệ AI. Liên minh châu Âu, EU được cho là đã nâng cao khung pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo, AI, với việc các quốc gia thành viên bỏ phiếu phê duyệt văn bản cuối cùng của đạo luật AI của EU. Theo đó, Ủy viên thị trường nội địa của EU, ông Thierry Breton đã chính thức xác nhận sự chứng thực của thỏa thuận chính trị đạt được vào tháng 12 năm 2023 bởi tất cả 27 quốc gia thành viên. Trong một bài đăng gần đây trên X, ông cho biết đạo luật AI này mang tính lịch sử và đầu tiên trên thế giới. Đây được xem là một chiến lược dựa trên rủi ro để điều chỉnh các ứng dụng AI. Thỏa thuận bao gồm việc chính phủ sử dụng AI trong giám sát sinh trắc học, cách điều chỉnh các hệ thống AI như ChatGPT và các quy tắc minh bạch cần tuân thủ trước khi gia nhập thị trường. Sau thỏa thuận chính trị tháng 12, các nỗ lực bắt đầu chuyển các quan điểm đã được thống nhất thành văn bản thỏa hiệp cuối cùng, để các nhà lập pháp phê duyệt, kết thúc bằng cuộc bỏ phiếu COPER vào ngày 2 tháng 2, là cuộc bỏ phiếu của đại diện thường trực của tất cả các quốc gia thành viên. Mạng Solana chứng kiến hoạt động cầu nối mạnh mẽ. Một báo cáo từ Galaxy Research đã chỉ ra rằng khối lượng cầu nối hàng ngày tới mạng Solana đã tăng hơn 335% trong 7 ngày qua. Theo đó, hoạt động trên tăng mạnh trùng khớp với thời điểm diễn ra một trong những đợt airdrop token lớn nhất trên mạng Solana, đó là airdrop Jupiter, với phần lớn số tiền đều đến từ mạng Ethereum. Được biết, giao thức Jupiter trên Solana đã phân phối thành công đợt airdrop trên mạng lưới này với 1 tỷ token JUP, tương đương 10% toàn bộ nguồn cung, đã được airdrop cho người dùng Jupiter trước ngày 2 tháng 11 năm 2023. Đợt airdrop khủng của Jupiter được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong sự trở lại của Solana trong năm qua và là một thách thức tuyệt vời về sự tiến bộ của mạng khi xử lý một số lượng lớn giao dịch như vậy. Ông chủ Tether lên tiếng đáp trả loạt cáo buộc từ JP Morgan. Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Adorno, đã lên tiếng chỉ trích một báo cáo gần đây từ gã khổng lồ tài chính JP Morgan liên quan đến mối lo ngại về sự thống trị của stablecoin USDT trên thị trường tiền điện tử. Trong một tuyên bố ngày 2 tháng 2, Adorno cho biết rằng sự thống trị thị trường của USDT đã được chứng minh là rất quan trọng đối với ngành công nghiệp mới nổi, bất chấp những nhận thức tiêu cực mà các đối thủ cạnh tranh và ngân hàng truyền thống dành cho nó. Ông chỉ trích rằng sự thống trị thị trường này có thể là một điều tiêu cực đối với các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả những thực thể trong ngành ngân hàng mong muốn đạt được thành công tương tự. Như CryptoLeaks.vn đã đề cập trong các bản tin trước, JP Morgan đã xuất bản một báo cáo bày tỏ những lo ngại về tác động của USDT đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn xung quanh lý do thiếu tuân thủ quy định và minh bạch. Rộ tin ICE Network sắp chính thức được list trên sàn Binance. Chứng kiến loạt phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt là khi token ICE chính thức được niêm yết trên nhiều nền tảng giao dịch hàng đầu. Mới đây, ICE có khả năng trở thành đồng coin tiềm năng sắp được list trên sàn giao dịch Binance. Vài ngày trở lại đây, cộng đồng ICE Network đã truyền tay nhau thông tin về việc token ICE sẽ sớm được giao dịch trên sàn Binance. Đây được xem là một cột mốc khá quan trọng bởi Binance được biết đến là sàn crypto lớn nhất thế giới, do đó việc một token được list trên nền tảng này sẽ trải qua nhiều khâu kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt, qua đó cho thấy ICE Network là một dự án crypto hoàn thiện khi đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá từ Binance. Mặc dù vậy, tin tức này hiện vẫn chưa được xác nhận bởi bản thân đội ngũ ICE Network cũng như phía đại diện Binance. Với nhiều ý kiến cũng cho rằng rất có thể đây chỉ là mong muốn của cộng đồng và sàn giao dịch này vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Donald Trump dọa sẽ sa thải chủ tịch Fed Jerome Powell sau khi đắc cử. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Maria Bartiromo, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đánh giá về tình hình kinh tế và tương lai của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang, Fed. Cụ thể, ông Trump đã chỉ trích chủ tịch Fed Jerome Powell về cách ông ấy phản ứng với tình hình lạm phát và nền kinh tế, nhấn mạnh rằng Powell có thể đã bị chính trị hóa và đang làm điều gì đó để giúp cho Đảng Dân Chủ khi liên tục giảm lãi suất, ám chỉ việc giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Đồng thời, ông cũng cho biết rằng có khả năng lạm phát sẽ tăng hơn nữa vì Trung Đông có thể làm tăng giá năng lượng. Đáng chú ý, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng nếu ông ấy đắc cử đối với vị trí Tổng thống Mỹ 2024, ông sẽ không đồng ý việc bổ nhiệm Powell làm Chủ tịch Fed. Nhậm chức Chủ tịch Fed vào năm 2018 sau khi được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Sau đó, Powell tiếp tục nhậm chức lại một nhiệm kỳ nữa dưới thời Tổng thống Biden vào năm 2022. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. CryptoLeaks.vn xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.